Hai chồng người. Hôm nay trước giờ một chục mình cũng đã đẻ rồi. À, đẻ cũng cách nay 5 ngày rồi. Nè, con mà mình nó đẻ nè. Con chuột mẹ đang cho con bú con đó nha bạn. Nó ở dưới bụng đó. Nó đang cho con bú con đó. Má mình quay không có gõ điếc cho lắm. Nó đang dưới đó. Để mình bắt ra. Mình trở lại rồi. Nãy giờ bắt khó ra. Đây, chuột con 5 ngày. Sau 5 ngày nó đã lớn như vậy vậy. Vậy. Thế này quá. Thôi, giờ mình thả vô đây các bạn ơi. Thôi mình thả vô. Thôi chuột mẹ kiếm phát cái là phiền lắm. Thôi, tạm biệt các bạn. Để mình tiếp.